Chip ơi, mùa hè đến rồi, giá mà được đi tắm biển thì thích nhỉ? Ước gì được nấy, tớ sẽ đưa cậu đến một bãi biển tuyệt đẹp. Wow, đẹp quá, ở đây là đâu thế Chip? Đây là biển Nha Trang ở Khánh Hòa, là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Lần đầu tiên được đến đây, Chip là hướng dẫn viên cho tớ nhé. Chuyện nhỏ, đi thôi. Đến Khánh Hòa, cậu nhất định phải đi tắm biển bãi dài, ngắm bình minh trên đảo Bình Ba, tham quan tháp bà Ponaga và đừng quên trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm ở khu Vinpearl trên Hòn Tre. Wow, ở đây đẹp như trong truyện cổ tích ý. Thế thì tớ là công chúa, cậu sẽ là hoàng tử. Chúng ta cùng cắm cờ trên vương quốc của mình thôi. Công chúa Chip ơi, vương quốc của chúng ta có gì ăn không? Hoàng tử có thích ăn nem nướng của Nha Trang hay không? Nghe thôi mà bụng tớ đã kêu sùng sục rồi. Nhưng đến giờ vào lớp mất rồi, học xong nhất định tớ sẽ dẫn cậu đi ăn. Tít ơi, cậu làm xong bài tập chưa? Tít ơi! Ơ, Chip gọi gì tớ đây à? Cậu không nghe tớ nói gì à? Tớ đang mải nghĩ bài tập nên không để ý. Cậu nói gì đấy? Thế câu phân biệt các từ bàn, cậu đã làm xong chưa? Tớ đang làm bài đấy đây. Bàn học, bàn bạc, bàn phím. Không biết đâu mới là từ đồng âm, đâu mới là từ nhiều nghĩa. Có thật đấy, chúng mình cùng đi hỏi cô giáo đi. Cô chào các em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Bài phân biệt bàn học, bàn bạc, bàn phím, chúng em nghĩ mãi không ra. Để giúp các em giải bài tập này, hôm nay cô sẽ giúp các em phân biệt từ nhiều nghĩa và từ đồng âm. Trước hết, cô mời Tít nhắc lại định nghĩa từ đồng âm cho cô. Thưa cô, từ đồng âm là những từ giống nhau về âm đọc, nhưng khác nhau về nghĩa. Tốt lắm, Chip nhắc lại cho cô khái niệm từ nhiều nghĩa nào. Từ nhiều nghĩa là những từ có nghĩa gốc và nhiều nghĩa chuyển. Tít và Chip giỏi quá. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách phân biệt hai loại từ này nhé. Theo các em, hai loại từ này có điểm gì giống nhau? Chúng đều có âm đọc giống nhau ạ. Đúng rồi, các từ này đều đọc và viết giống nhau. Tuy nhiên, từ đồng âm thì có nghĩa khác nhau hoàn toàn, còn từ nhiều nghĩa thì có những nét nghĩa giống nhau. Ví dụ như trong từ bàn học, thì bàn có nghĩa là đồ dùng có mặt phẳng, đồ đạc có thể để lên trên. Trong từ bàn phím thì từ bàn cũng mang nghĩa là đồ dùng có mặt phẳng, bên trên có những phím gõ. Hai từ này đều có chung nét nghĩa, chỉ đồ vật có mặt phẳng nên chúng là từ nhiều nghĩa. Còn trong từ bàn bạc thì bàn lại mang ý nghĩa là hoạt động trao đổi ý kiến. Từ này có nghĩa khác hoàn toàn với hai từ còn lại nên nó sẽ là từ đồng âm. Các em đã hiểu bài chưa nào? Chúng em hiểu rồi ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng làm bài tập sau đây nhé. Xác định hiện tượng đồng âm nhiều nghĩa của các từ được gạch chân trong các trường hợp sau. A. Hoa văn, hoa tay, hoa mai. B. Tượng đồng, cánh đồng, đồng hương. C. Mùa thu, thu hoạch. D. Quả dừa, quả bóng, quả trứng. Em đã làm xong rồi ạ. Câu A và C là từ nhiều nghĩa. Câu B và D là từ đồng âm ạ. Thế Chip thì sao? Theo em, câu A và D là từ nhiều nghĩa. Câu B và C là từ đồng âm. Cô cảm ơn câu trả lời của hai bạn. Đồng trong tượng đồng chỉ kim loại màu đỏ. Đồng trong cánh đồng chỉ khoảng đất rộng dùng để cày cấy, trồng trọt. Còn từ đồng trong đồng hương có nghĩa là giống nhau. Ba từ này có nghĩa khác nhau hoàn toàn nên nó là từ đồng âm. Tít đã rõ chưa? Em hiểu rồi ạ. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em ở chuyên đề sau. Tít ơi, tớ có trò này hay lắm. Trò gì vậy? Cho tớ chơi với. Cậu hãy tìm ra những cặp từ đồng âm để điền vào chỗ trống sau. Tương gì? Chuyện nhỏ như con thỏ. Cành táo đầu, ra quả vào mùa. Cành táo đầu hè, ra quả vào mùa hè. Mùa, các bác nông dân đi hoạch lúa. Mùa thu các bác nông dân đi thu hoạch lúa. Mẹ nấu thịt vào mùa. Mẹ nấu thịt đông vào mùa đông. Hoan hô Tít. Để thưởng cho hoàng tử, chúng ta sẽ đi ăn món nem nướng Nha Trang thôi.